Thưa quý vị, hôm qua, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024, theo đó Công an tỉnh Bến Tre sẽ tập trung lực lượng phương tiện triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp mạnh tội phạm vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen tiếp tục quản lý chặt chẽ các loại đối tượng bằng ổ nhóm có đối tượng ghi vấn hoạt động tín dụng đen, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở kinh doanh khác liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tập trung triệt xóa các băng nhóm hoạt động có tổ chức, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức quy động vốn, tham gia hội Tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ dụ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động tín dụng đen. Tăng cường tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động và những hậu quả tác hại của tín dụng đen để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, loại bỏ tài khoản ảo, sim rác, ngăn chặn các website, app hoạt động tín dụng không đăng ký địa chỉ cụ thể có biểu hiện hoạt động tín dụng đen.